Cưới được một năm, Harigon bị nghi có bầu vì loạt biểu hiện ngén cuối cùng cũng phải nói ra sự thật. Harigon và Trấn Thành sắp cưới tròn một năm. Ai cũng chờ mong tin vui của cặp đôi này, cuối cùng đã có câu trả lời chính thức. Harigon và Trấn Thành đã kết hôn được gần một năm. Khán giả khá sốt ruột, mong đợi đến ngày cả hai thông báo có tin vui. Mới đây, Harigon đã liệt kê một loạt triệu chứng của bản thân như mắt ối, chóng mặt, nhức đầu lên trang cá nhân. Ngay lập tức, bạn bè và fan lần lượt vào đoán bệnh cho nữ ca sĩ. Nhiều người cho rằng Harigon đang ngén và không ngần ngại nói lời chúc mừng. Biết được tin này, chắc hẳn fan của Harry sẽ vui mừng. Tuy nhiên, sự thật lại khiến fan mừng hụt. Chính Harigon trả lời rằng do bản thân bị đói và say xe nên mới có triệu chứng đó, chứ không phải có bầu. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ Hàn Quốc tập trung cao độ cho công việc và các dự án nghệ thuật của mình. Bên cạnh đó vẫn dành thời gian cho gia đình và bản thân qua chuyến đi du lịch Thái Lan cách đây vài ngày. Bạn bè đoán Harry có bầu, tuy nhiên cô cho biết đó chỉ là triệu chứng của đói khủng khiếp mà phải đi xe nên bị say. Nhiều người còn chúc mừng Harry Won, tuy nhiên đọc giải thích của cô nàng thì đúng là mừng hụt. Sau một năm tổ chức đám cưới, Harry Won và Trấn Thành cùng nhau trải qua khá nhiều thăng trầm. Mới đây, cô cùng gia đình đã có chuyến du lịch Thái Lan. Harry Won khá bận bịu với các dự án nghệ thuật của mình. Sau khi cưới, nữ ca sĩ gầy hơn trước, thân hình đẹp nên cũng tự tin mặc đồ gợi cảm. Ở tuổi 32, những người yêu mến Harry đang rất mong chờ ngày cô thông báo có tin vui. Nhan sắc ngày càng thăng hoa, Minh Hằng vẫn khiến người xem tá hỏa khi để lộ bộ phận thô như đàn ông. Minh Hằng vô tình để lộ nhược điểm cơ thể kém xinh, bước chân vào showbiz với ngoại hình mẫm mỉm, khuôn mặt tròn phúng phính. Minh Hằng hiện tại được nhận xét ngày càng xinh đẹp cuốn hút hơn trước. Nhan sắc thăng hoa theo năm tháng, nhưng nữ ca sĩ vẫn khiến khán giả giật mình khi để lộ đôi chân thô, xương xẩu như đàn ông. Minh Hằng sở hữu khuôn mặt xinh đẹp thanh thoát và vóc dáng nhỏ nhắn khiến nhiều chàng trai mê mẩn. Tuy nhiên khi nhìn xuống phía dưới thì ai nấy đều bỏ chạy. Bàn chân của nữ ca sĩ khá thô, dài ngoằng và xương xẩu đến khó tin. Sự đối lập giữa nhan sắc dịu dàng nữ tính và bàn chân gân guốc như đàn ông khiến khán giả tá hỏa. Trước đó nhiều lần bé heo cũng để lộ nhược điểm cơ thể này. Trên thực tế Minh Hằng sở hữu đôi chân không hoàn hảo, với phần đầu gối xương xẩu, bắp chân to và cong, bàn chân lại thô. Người đẹp sinh năm 1987 thường phải nhờ cậy Photoshop để che đi khuyết điểm này hoặc diện những bộ trang phục ôm sát quá đầu gối. Hành trình chinh phục gia đình bạn đời từ ghét sang yêu của các sao Việt. Không phải sao Việt nào cũng được người thân của chồng, vợ mình thiện cảm ngay lần đầu tiên gặp gỡ. Theo thời gian, mỗi người đều có cách chinh phục riêng để tạo nên mối quan hệ tốt với gia đình bạn đời của mình. Thủy Tiên, mới đây trên sóng truyền hình, khán giả vô cùng bất ngờ với mối quan hệ giữa Thủy Tiên và mẹ chồng. Theo đó, mẹ chồng là người bênh vực cho Thủy Tiên khi con dâu vướng phải những scandal không hay. Mẹ của Công Vinh cũng hết sức thấu hiểu khi hay tin con dâu bị xâm hại tình dục lúc còn bé. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, thời gian đầu khi biết Công Vinh yêu Thủy Tiên, mẹ anh đã từng khuyên con trai không nên yêu ca sĩ mà nên chọn một cô gái làm trong ngành ngân hàng hoặc nghề nghiệp an nhàn một chỗ. Khi ấy, mẹ và người thân của nam cầu thủ muốn anh lấy một người vợ có thể chăm sóc cho chồng con chu đáo. Trả lời phỏng vấn, mẹ Công Vinh cho hay, bà rất lo lắng và không tránh sự ác cảm ít nhiều về phía bạn gái của con trai. Tuy nhiên, trước sự kiên định và tình cảm của các con, bà không cố ý ngăn cản. Sau một thời gian gặp gỡ và tiếp xúc với Thủy Tiên, mẹ anh đã dần dần xóa bỏ hoàn toàn những hiểu lầm và các sự thiếu thiện cảm vốn có trước đó. Thậm chí, bà còn hết lời khen ngợi và rất hài lòng trước sự quan tâm cũng như lối sống tình cảm hiếu nghĩa của Thủy Tiên. Thỉnh thoảng, Thủy Tiên lại mua quần áo quà cáp về biếu tôi. Những lúc đau ốm, Tiên cũng quan tâm hỏi han sức khỏe thuốc thang nữa. Vinh Râu, vào đầu tháng 12, Vinh Râu bất ngờ bỏ cuộc chơi và kết hôn cùng ca sĩ trẻ Lương Minh Trang. Cả hai gặp gỡ nhau trong một buổi casting và ấn tượng lần đầu khi gặp nhau đều không mấy tích cực. Hai đứa mình là minh chứng rõ nhất cho câu ghét của nào trời trao của đó, Vinh Râu chia sẻ. Thế nhưng định mệnh đưa cả hai đến với nhau vào đúng thời điểm mà Lương Minh Trang chẳng còn tin bất kỳ điều gì trên đời.
Vinh Râu vô tình đọc được những dòng tâm trạng của cô thì ngạc nhiên lắm. Vì sao nó giống chuyện của mình quá vậy, và đã dành thời gian an ủi tâm sự. Sự đồng cảm của hai trái tim đã đưa họ xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên, thời gian đầu Vinh Râu không được gia đình vợ ủng hộ vì cho rằng anh là diễn viên hài nên dễ có những lời mật ngọt rót tai. Bên cạnh đó, mẹ của Lương Minh Trang chê vẻ ngoài của Vinh Râu không được đẹp lắm và nhìn anh cũng già hơn số tuổi. Biết được điều đó, Vinh Râu đã cố gắng thay đổi suy nghĩ của gia đình Lương Minh Trang. Anh quan tâm không chỉ người yêu mà cả các mối quan hệ người thân của cô. Chính sự chân thành của nam diễn viên đã chinh phục được gia đình vợ. Khi ấy, mẹ của Lương Minh Trang dành khá nhiều lời khen cho nam nghệ sĩ. Khánh Thi. Khánh Thi Phan Hiển là cặp vợ chồng đủ lệch gây khá nhiều sự chú ý của công chúng. Từ khi yêu nhau đến khi về sống chung một nhà, khi cả hai quyết định tiến đến hôn nhân, không chỉ có khán giả mà ngay cả gia đình cũng rất ngỡ ngàng. Thời điểm đó có rất nhiều thông tin cho rằng gia đình chồng không chấp nhận chuyện con dâu lớn tuổi. Khi ấy, cũng không có bất kỳ khoảnh khắc nào được ghi lại giữa Khánh Thi và bố mẹ Phan Hiển, nên đã làm khán giả tin chuyện cô không được lòng gia đình chồng là chuyện có thật. Tuy nhiên, trước thông tin này, Khánh Thi hoàn toàn phủ nhận. Cô chia sẻ rằng ở hiện tại, mối quan hệ giữa mình và gia đình Phan Hiển không còn vướng mắc hay bất ổn nào. Mối quan hệ giữa tôi và gia đình bạn trai tốt đẹp. Tất nhiên, họ ủng hộ thì tôi mới dám mang bầu chứ. Vừa qua, Khánh Thi cũng chia sẻ về việc mình làm dâu ở nhà Phan Hiển. Theo đó, cô được bố mẹ thông cảm cho công việc và luôn hỗ trợ cô chăm sóc con cái. Cô cho biết mình làm dâu khá thoải mái, mọi việc đã có, giúp việc lo và bố mẹ cũng không yêu cầu con dâu phải làm gì. Lê Phương, sau nhiều sóng gió trong chuyện tình yêu và hôn nhân, giờ đây Lê Phương đã có cuộc sống hạnh phúc bên chồng trẻ Trung Kiên và con trai Cà Pháo. Theo đó, cả hai phải vượt qua nhiều áp lực của gia đình hai bên mới có thể tiến đến hôn nhân với nhau. Trong một chương trình truyền hình, Lê Phương Trung Kiên đã trải lòng về chuyện tình hạnh phúc của mình trong thời gian trước. Theo đó, Lê Phương không được lòng gia đình chồng vì cô lớn hơn anh đến 7 tuổi mà lại có con riêng với chồng cũ. Còn Trung Kiên cũng bị mẹ Lê Phương phản đối vì vấn đề tuổi tác. Tuy nhiên, vì tình yêu của cả hai quá lớn nên họ đã cố gắng làm mọi thứ chứng minh cho gia đình hai bên thấy được quyết định của họ là đúng đắn. Đến hiện tại, không chỉ hai bên nội ngoại đều ủng hộ, mà ba mẹ Trung Kiên cũng hết sức yêu thương con riêng của Lê Phương. Họ luôn dành lời nhắc nhở ngọt ngào cho Cà Pháo, thậm chí con trai Lê Phương cũng xưng bố mẹ Trung Kiên là ông bà nội. Ba mẹ chồng Lê Phương còn gửi quà đến tận tay Cà Pháo. Tình cũ tức giận tố Kim Lý hai mặt, bất ngờ xin lỗi Trương Ngọc Ánh và Hồ Ngọc Hà. Kiko Chen cho rằng Kim Lý hai mặt khi phủ nhận mối quan hệ tình cảm, đổ lỗi và nói mình là người tung tin, phá sự nghiệp của nam diễn viên. Những ngày qua, ồn ào giữa Kim Lý và người mẫu Kiko Chen, người được cho là tình cũ của anh vẫn chưa đến hồi kết. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến bênh vực nam diễn viên, cũng có vài bình luận trái chiều mỉa mai đến Hồ Ngọc Hà. Ngay sau đó, nữ người mẫu tiếp tục có động thái đáp trả. Người này khẳng định chưa bao giờ nói Kim Lý bắt cá hai tay, quen biết Kim Lý từ tháng 7/2015 đến tháng 3/2016, sự việc đã 2 năm trước, không như lời công chúng đang bàn tán. Đồng thời, Kiko Chen cho rằng Kim Lý hai mặt khi phủ nhận mối quan hệ tình cảm, đổ lỗi và nói mình là người tung tin, phá sự nghiệp của nam diễn viên. Cô chấp nhận khởi kiện và sẽ tung ra những bằng chứng cực sốc chưa từng công bố trước đây. Tôi mất niềm tin vào anh, bị scandal bổ vây, các dư luận trong công ty tôi, đang đối tác chèn ép hàng ngày đến phải bỏ việc, tôi mất sự nghiệp. Tại sao anh có thể hai mặt vậy hả anh? Tôi phải làm gì? Tôi phải đứng và làm việc chung với anh và thành công hơn anh, tôi mới an lòng. Đó là lý do suốt một năm qua tôi trụ với nghệ thuật, phải giỏi và nổi tiếng hơn anh. Lăn lộn một năm với nghệ thuật, tôi hiểu được nghệ thuật là một nghề vất vả, điều quan trọng hơn nữa là đừng bao giờ lừa khán giả. Cuối cùng, Kiko Chen cũng gửi lời xin lỗi đến Hồ Ngọc Hà, Trương Ngọc Ánh vì những ngày qua đã làm ảnh hưởng đến đàn chị. Em xin lỗi chị, em biết chị buồn nhiều. Xin lỗi chị, nữ hoàng giải trí, vì mấy ngày qua vô tình đã kéo tên các chị vào bài viết liên quan đến em. Mới đây, sau khi câu chuyện này được tiết lộ, đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Trước ồn ào dư luận, Kim Lý đã lên tiếng cho biết đây hoàn toàn là thông tin bịa đặt và anh chưa bao giờ làm điều có lỗi với phụ nữ. Những tưởng sự việc sẽ dừng lại ở đây, tuy nhiên quản lý của Kim Lý đã lên trang cá nhân và tung đoạn tin nhắn trò chuyện với Kiko Chen, tiếp tục tố cô đưa thông tin bị đặt tới truyền thông.
Vì không thể bỏ qua hành động của Kiko Jane, nên quản lý Kim Lý đã gửi tất cả bằng chứng và nói chuyện với luật sư để giải quyết ổn thỏa sự việc.